Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, tiếp tục chương trình phóng sự đặc biệt về chuyến viếng thăm Mẹ Tây Cơ và Cuba của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Là vì xin thuật hầu quý vị vài nét về những sinh hoạt nổi bật của Đức Thánh Cha trong ngày thứ Hai 26 tháng 3. Lúc 9 giờ sáng thứ Hai, Tổng thống Felipe Calderón và phái đoàn chính phủ Mẹ Tây Cơ đã chào tiễn biệt Đức Thánh Cha tại sân bay quốc tế Lyon. Trong đáp từ cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt của Tổng thống và nhân dân Mẹ Tây Cơ, Đức Thánh Cha nói: Thưa Tổng thống, thưa các vị trong chính quyền, thưa Đức Tổng giám mục, các hiền huynh giám mục, anh chị em Mễ Tây Cơ rất thân mến. Chuyến thăm viếng của tôi tại Mễ Tây Cơ tuy ngắn ngủi nhưng nhiệt thành đã đến lúc kết thúc. Tuy nhiên, đây không phải là kết thúc của tình cảm và sự gần gũi của tôi với một đất nước rất thân yêu với tôi. Tôi giữ lại đầy đủ những cảm nghiệm không thể nào quên. Trong đó có vô vàn những cử chỉ rất tốt đẹp và những dấu chỉ thương mến mà tôi đã nhận được. Với tất cả lòng chân thành, tôi cảm ơn Tổng thống vì những lời tốt đẹp dành cho tôi và cảm ơn các giới hữu trách đã giúp trong cuộc hành trình đáng nhớ này. Và tôi cảm ơn nhiều người đã giúp đỡ, ngay cả trong những chi tiết rất nhỏ, để làm cho các sự kiện của những ngày này diễn ra suôn sẻ. Tôi cầu nguyện Chúa để tất cả những nỗ lực này không ra vô ích, và với sự giúp đỡ của Ngài, những nỗ lực ấy có thể sản sinh ra những hoa trái phong phú và lâu dài trong cuộc sống đức tin, hy vọng và bác ái của Leon, Guanajuato, Mễ Tây Cơ và các nước khác tại châu Mỹ Latin cùng Caribe. Tôi nhận ra đức tin vào Chúa Giêsu Kitô mà tôi cảm thấy vang dội trong trái tim anh chị em và lòng sùng mộ đặc biệt của anh chị em với Đức Mẹ, được kêu cầu trên đất nước này với những tước hiệu đẹp đẽ như Đức Mẹ Guadalupe, Đức Mẹ là nguồn ánh sáng, một thứ ánh sáng tôi đã thấy phản ánh trên khuôn mặt của anh chị em. Nhưng tôi muốn nhắc lại một cách rõ ràng và mạnh mẽ ở đây, lời thỉnh cầu gửi đến những người dân Mỹ Tây Cơ là hãy trung thành với chính mình, đừng để mình bị khống chế bởi quyền lực của sự dữ, nhưng hãy dũng cảm và làm hết sức để bảo đảm rằng căn cội Kitô của anh chị em có thể nuôi dưỡng hiện tại và tương lai của anh chị em. Tôi cũng đã nhìn thấy những biểu hiện âu lo về nhiều khía cạnh khác của đời sống đất nước thân yêu này. Một số mới nổi lên gần đây và một số khác đã có từ lâu, tiếp tục làm anh chị em mất tinh thần như thế. Tôi cũng cảm nhận được những âu lo ấy khi tôi chia sẻ niềm vui và nỗi buồn của người Mỹ Tây Cơ và anh chị em của tôi, đặt để chúng trong lời cầu nguyện dưới chân thánh giá, nơi thánh tâm Chúa Kitô, mà từ đó máu và nước tuôn đổ ra ơn cứu chuộc. Trong những trường hợp này, tôi mạnh mẽ kêu gọi người công giáo Mỹ Tây Cơ và mọi người nam nữ thiện chí đừng để mình bị khuất phục bởi một não trạng thực dụng là điều luôn luôn dẫn đến sự hy sinh của những người yếu nhất và vô phương tự vệ nhất. Tôi mời gọi anh chị em hãy hướng đến một nỗ lực chung để xã hội có thể được canh tân từ nền tảng, nhằm đem đến một cuộc sống trong phẩm giá, công lý và hòa bình cho tất cả mọi người. Đối với người công giáo, đóng góp này cho thiện ích chung cũng là một yêu cầu trong chiều kích thiết yếu của tin mừng, là nâng cao nhân bản, đồng thời đó cũng là một biểu hiện tối cao của lòng bác ái. Vì lý do đó, giáo hội hô hào tất cả các tín hữu hãy là những công dân tốt, ý thức rõ rệt trách nhiệm phải quan tâm đến lợi ích của tất cả anh chị em mình, đến cuộc sống của mỗi cá nhân và toàn xã hội. Anh chị em Mễ Tây Cơ thân mến, tôi nói với anh chị em adios trong ý nghĩa truyền thống tốt đẹp của thành ngữ Tây Ban Nha là hãy ở lại với Thiên Chúa. Vâng, adios luôn mãi trong tình yêu của Đức Kitô. Nơi đó chúng ta gặp nhau và một lần nữa cũng sẽ gặp nhau. Xin Chúa ban phúc lành cho anh chị em và xin Đức Maria Chí Thánh phù hộ anh chị em. Lúc 9 giờ 30 sáng, máy bay đã cất cánh bay đến phi trường Santiago de Cuba. Từ Lyon sang Santiago de Cuba mất 3 giờ 30 phút bay, nhưng vì Santiago de Cuba sớm hơn Lyon 1 giờ nên đến 14 giờ theo giờ địa phương, máy bay mới đáp xuống sân bay quốc tế Antonio Maceo của Cuba. Ra đón Đức Thánh Cha tại chân thang máy bay có Chủ tịch Nhà nước Cuba Raúl Castro.
un pueblo solidario e instruido. De Martí aprendimos a rendir culto a la... Pero nunca faltó que en la última década Cuba mantenemos buenas relaciones. Kính thưa quý vị và anh chị em, sáng Chủ nhật 25 tháng 3 được coi là đỉnh cao trong chuyến viếng thăm Lễ Tây Cơ của Đức Thánh Cha với thánh lễ sáng Chủ nhật tại công viên Bicentenario của thành phố, nơi đối diện với ngọn đồi Silao, nơi tượng đài Chúa Kitô Vua được đặt trên đỉnh đồi. Lúc 18 giờ, Đức Thánh Cha đã cử hành kinh chiều với các giám mục Mỹ Tây Cơ và Mỹ Châu Latin trong nhà thờ Mẹ Ánh Sáng Cực Thánh. Trong những từ gửi các giám mục Mỹ Tây Cơ và Mỹ Châu Latin và cả vùng Caribe, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng không có lý do gì để đầu hàng sự thống trị của sự ác. Đức Thánh Cha Benedict XVI nói thêm, thay vào đó, chúng ta hãy xin Chúa Phục Sinh thể hiện quyền lực của Ngài trong sự yếu đuối và trong nhu cầu của chúng ta. Đức Giáo Hoàng cũng kêu gọi đoàn kết và tôn trọng trong giáo hội. Ngài nói rằng anh chị em giáo dân giúp đỡ trong việc dạy giáo lý, phụng vụ các tổ chức bác ái và các dấn thân xã hội không thể bị đối xử như những công dân hạng hai trong giáo hội. Các giám mục từ khắp Mỹ Châu Latin đã được mời đến để tham dự buổi lễ. Đức Giáo Hoàng đã yêu cầu tất cả những vị hiện diện trong buổi kinh chầu tạ ơn, bao gồm cả cộng đoàn, hãy cầu nguyện cùng Đức Mẹ Ánh Sáng và khẩn cầu cho niềm hy vọng tại khu vực này. Đức Thánh Cha nói, vì thế chúng ta cầu khẩn Mẹ thường xuyên như là niềm hy vọng của chúng ta, vì Mẹ đã cho chúng ta thấy Chúa Giê-xu và chỉ cho chúng ta thấy những kỳ công của Thiên Chúa liên tục thực hiện cho nhân loại. Mẹ làm như vậy đơn giản như một người mẹ dạy con mình ở nhà. Đức Thánh Cha đã phàn nàn về sự gia tăng bạo lực ở Mới Tây Cơ, trong khi nhấn mạnh rằng sức mạnh của Thiên Chúa mạnh mẽ hơn sự dữ. Ngài nói, sự ác nơi con người và sự u minh không thể nào ngăn chặn kế hoạch cứu độ và cứu chuộc của Thiên Chúa. Sự ác đơn giản là không có khả năng đó. Sau buổi kinh chiều, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã khánh thành hệ thống chiếu sáng khu vực tượng đài Chúa Kitô Vua. Đức Giáo Hoàng đã nhấn một công tắc điện tử để bật sáng hơn 100 ngọn đèn được đặt xung quanh tượng đài.